Xin chào các bạn, chương trình này được thực hiện bởi công ty chứng khoán Vitri nhằm mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản về đầu tư chứng khoán. HPG, thép Hòa Phát, gần đây chắc chắn là một mã chứng khoán được rất nhiều bạn quan tâm. Rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao sau khi trả cổ tức thì giá cổ phiếu lại bị điều chỉnh. Trong video này chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi đó và hướng dẫn các bạn cách tính giá cổ phiếu HPG sau khi trả cổ tức. Tại sao chia cổ tức thì giá cổ phiếu lại giảm? Và có phải như vậy nghĩa là cổ tức không mang lại lợi ích gì? Để trả lời câu hỏi này, trước hết xin nhắc lại với các bạn một nguyên tắc cơ bản: tổng giá trị vốn hóa của công ty trước và sau khi chia không đổi. Lẽ tất nhiên phải không ạ? Vì nếu mà chia cổ tức mà làm tăng vốn hóa thì công ty nào cũng chia cổ tức liên tục. Chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ về trường hợp một công ty trả cổ tức tiền mặt. Công ty X có tổng tài sản 100 tỷ, đang có 1 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, giá mỗi cổ phiếu là 100.000 đồng và sau khi làm ăn có lãi, công ty quyết định chia 1 tỷ cổ tức tiền mặt. Như vậy, tức là công ty sẽ chia 1.000 đồng trên một cổ phiếu. Sau khi chia thì giá cổ phiếu sẽ còn 99.000 và tổng tài sản của bạn vẫn là 99.000 cộng 1.000 cổ tức, tức là 100.000. Đến đây, rất nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tài sản của tôi không tăng thêm 1.000, tức giá cổ phiếu tăng thành 101.000. Nếu thế thì tài sản của công ty cũng tăng thành 101 tỷ. Thế cứ trả cổ tức thật nhiều thì tài sản của công ty sẽ liên tục tăng lên à? Điều này là bất hợp lý đúng không ạ? Vậy nhận cổ tức không làm tài sản tăng lên thì tôi nắm giữ cổ phiếu để làm gì? Đúng là cổ tức không có nhiều lợi ích nếu bạn nắm giữ cổ phiếu trong ngắn hạn, tức là nhận cổ tức xong rồi bạn bán luôn thì chẳng lãi đồng nào. Tuy nhiên, nếu bạn nắm giữ trong dài hạn, khi công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh, làm ăn có lãi, sang năm công ty lại trả cổ tức thêm 1 tỷ nữa. Chưa kể việc làm ăn có lãi cũng sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu, giúp giá cổ phiếu tăng nhanh hơn, như trường hợp của Hòa Phát chúng ta đang nói đến. Như vậy, cổ tức có ý nghĩa khi bạn nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Hơn nữa, công ty trả cổ tức đều đặn cũng có nghĩa là công ty kinh doanh ổn định, tạo ra dòng tiền lớn hơn khoản lợi nhuận giữ lại dành cho việc tái đầu tư của công ty. Trường hợp trả cổ tức cổ phiếu, chúng ta vẫn lấy ví dụ về công ty X. Công ty X chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Tức là nếu bạn có một cổ phiếu, bạn sẽ nhận được thêm một cổ phiếu nữa. Như vậy, với tổng 1 triệu cổ phiếu, công ty sẽ chia thêm 1 triệu cổ phiếu nữa. Và tổng sau khi chia là 2 triệu cổ phiếu. Nhưng tổng tài sản của công ty vẫn là 100 tỷ, nên giá mỗi cổ phiếu sẽ điều chỉnh xuống còn 50.000 một cổ phiếu. Vì nếu giá không giảm, thì tổng tài sản của công ty sẽ tăng lên thành 200 tỷ. Điều này quả thực là vô lý, phải không ạ? Chúng ta đã giải thích lý do tại sao giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh khi chia cổ tức. Vậy sắp tới Hòa Phát chia cổ tức thì giá sẽ thay đổi như thế nào? Thật may là chúng ta chỉ cần áp dụng công thức là tính ra được ngay. Với trường hợp của Hòa Phát thì Hòa Phát đồng thời trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%. Như vậy, trong công thức các bạn có thể thấy C sẽ bằng 500 Việt Nam đồng và beta sẽ bằng 0,35. Alpha ở đây sẽ bằng 0 bởi vì Hòa Phát sẽ không phát hành thêm cổ phiếu. Giả sử giá cổ phiếu của Hòa Phát đóng cửa tại ngày 28 tháng 5 là 70.000 đồng trước ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 31 tháng 5 năm 2021, thì áp dụng công thức trên chúng ta sẽ tính được giá điều chỉnh của cổ phiếu Hòa Phát sau khi chia cổ tức, đó là P' sẽ bằng 51.500 đồng trên một cổ phiếu.